Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo em lại về thêm được một cái máy massage chân nhé. Đấy, theo cái mã hiệu này nó gọi là máy massage chân. Đấy thì đây là hàng hàng đấu mạng. Thì để em khui ra xem là nó so với hàng bãi thì nó có đẹp hơn nhiều không nhé quý vị nhé. Và đây này, đấy. Đó, hàng Nhật này. Đó. Thông số các thứ trên này nha quý vị nhá. Ok, em sẽ đi vào cắt nó ra nhá. Đó. Ok. Thường một số các sản phẩm khác thì cái giá trị của hàng đấu mạng nó sẽ rất là cao hơn hàng bãi rất là nhiều nha quý vị nhé. Một là nó đẹp hơn, chất hơn. Đây, nhìn này nó bọc thế này quý vị biết là nhà rồi đúng không? Về là không cần phải khui, không cần phải lau dọn gì cả. Còn cái hàng mà hàng bãi thì phải lau chùi đến gọi là đau cả tay ra. Đó. Tuy nhiên thì cũng còn phải khui ra thực tế để xem. Đó. Mới thôi nhá, mới thôi đã thấy là nó rất là bóng đẹp rồi. Đó. Cái nữa là cái sử dụng của những cái đồ này nó sẽ ít hơn nhé. Sử dụng những cái đồ này nó sẽ ít hơn, tức là cái thời gian sử dụng ấy, là nó sẽ ít hơn so với đồ hàng bãi. Đồ hàng bãi thì người ta sử dụng nó nhiều hơn nhiều rồi. Đó. Và cái nữa là đồ hàng bãi nó không nó bị xước sát và nó sẽ gọi là ấy hơn hàng này rất là nhiều quý vị nhé. Đó. Đó, ok. Đó. Quý vị thấy em review những cái đồ hàng kia rồi đúng không? Thì những đồ hàng kia thì những cái ví dụ vải vóc này nó thâm xì hoặc là nó gần như sẽ phải thay rồi đúng không? Hoặc là dùng một thời gian nó phải thay, nhưng mà những cái dòng này quý vị như này đấy, nó còn rất là đẹp này. Đó. Vải vóc các thứ còn rất là đẹp, độ mới còn rất là cao nhá. Đó. Cái thứ hai này, cái hai này, cái này nó bóng bóng đẹp này, đấy. Bóng đẹp, còn cái kia là nó xước xước sát sâu, đấy. Sâu khắp góc cạnh. Đó. Còn bọn này nó bóng đẹp, đấy. Soi gương được rồi. Đó. Đó. Ví dụ như là đằng sau này của các cái kia nó ố vàng hết đúng không? Còn cái này nó trắng tinh. Đó. Rồi, ok. Đấy là về cái bây giờ chúng ta sẽ cắm điện nhé. Chúng ta sẽ cắm điện để chúng ta test. Quý vị lưu ý nhé. Cái các sản phẩm này là điện sử dụng 100V nhé quý vị nhé. Quý vị cắm 220 là hỏng luôn nhé quý vị nhé. Đấy. Quý vị lưu ý cho em. Cắm điện 220 hỏng luôn. Cho nên quý vị cắm điện 100V nhé. Đó. Rồi, ok. Để em sẽ test cho quý vị. Đẹp nhưng mà phải chạy nha quý vị nhé. Đẹp mà không chạy thì cũng chả làm gì cả. Rồi, ok. Đó. Đây quý vị nhìn này. Đó. Đây là có cái nút đỏ này. Đó. Đấy nhá. Đây mình sẽ xem có công tắc này, công tắc đằng sau nhé. Đấy, công tắc đằng sau đang off này, ấn bật nguồn nhá, bật nguồn lên. Đó. Bật nguồn lên thì là nó sẽ có cái nguồn ở đây. Đấy. Bật nguồn lên nó có nguồn đây. Đấy, chúng ta sẽ ấn này. Đấy. Đấy, nó bắt đầu bóp nhá, bóp bàn chân, con này nó có bóp bàn chân này. Đấy. Và bóp ở cái bắp bắp chân dưới nhá. Đó. Và bóp bắt chân chân dưới này. Đó. 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 Ok này. Đó. Đây.
Đó, bắp bắp chân dưới này. Đó. Đó, ok nhá. Đó. Đó, đấy. Rồi. Đấy, đấy là một cái chế độ bóp này nhá. Đó, đây này, đó. Tiếp đến này. Đấy. Xem cái chế độ thứ hai đây này, xem chế độ thứ hai này, vừa ấn này. Không lẽ là chế độ trên này nhá. Đấy, chế độ thứ hai dưới này. Nó bóp những cái gì này. Đó. À, đây này, để đây cho nó bóp nhá. Giả sử đây là cái bắp bắp chân dưới, bụng chân dưới. Úi dù, úi dù, úi dù, úi dù, thấy chưa quý vị, chưa riêng dính vào xương là coi nhà nó bóp thì thôi rồi nhé. Đấy. Rồi đấy. Rất ok. Úi dù, sướng chưa đấy, quá sướng rồi, ok ạ. Đấy. Con này vừa có hai chế độ bóp bóp bàn chân và bắp 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 chân dưới, bụng chân nhá. Đấy. Thì con này thì em cũng bán nhiều lần cho quý vị nhá. Đấy. Đều là 1 triệu 6 triệu 7 là những cái dòng hàng bãi thì quý vị cũng đã xem rồi đúng không? Đấy. Quý vị cũng đã xem rồi. Đấy, nó 1 triệu 6 triệu 7. Đó. Tuy nhiên con hàng này thì nó sẽ đắt tiền hơn một chút xíu đấy quý vị nhá. Nó sẽ đắt tiền hơn một chút xíu đấy. Đấy. Thậm chí có những con hàng bãi là em bán là 1 triệu 8 là bình thường quý vị có thể đấy. Quý vị trước quý vị nào mua nhà em biết rồi đấy. Là thấp nhất là con nào xấu, cực xấu là 1 triệu 6. Còn đâu cực xấu nhé, 1 triệu 6, còn đâu là hơi sâu xấu một chút là 1 triệu 7 nhé. Hơi sâu xấu một chút là 1 triệu 7. Đấy. Đây, con này thì về này, có một tí nứt đây nhé. Đấy, tí nứt là nhựa này. Không ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Phần nhựa cái này không ảnh hưởng gì. Đó. Rồi. Quá đẹp, quá lét luôn nhá. Đẹp lét căng. Đẹp lét căng. Đó. Thì con này thì em bán cho quý vị với giá là của nó là 2 triệu rưỡi nhá. Thôi, bán cho quý vị 2 triệu 2. 2 triệu 100 đi. Đó. Mà 1 triệu 950 nghìn đi nhá. 1 triệu 950 nghìn đi. Đấy. Đầu xuân năm mới không biết được là lỗ hay lãi, bởi vì em nói thật với quý vị là tiền vận chuyển cái thằng của hàng ngày nó tính cái khối lượng, nó đo cồng kềnh nhé. Cho nên là cái tiền của nó về là rất đắt. Vận chuyển một con này về thì nó rơi vào, nếu mà tính theo cái kích cỡ này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Đấy, nói thật quý vị luôn là 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 cái con này rồi là vận chuyển về đây nhé. Đấy. Đấy, thì quý vị tính xem là còn giá trị gì nữa đúng không? Đấy. Đấy, và vì là nhà em lấy toàn lấy hàng theo công thôi. Đấy. Toàn thế đấy, hàng theo công thôi, cho nên là em cứ tính là thôi, coi như là vận chuyển nhiều lúc là có sân siêu nhá quý vị nhá. Con này con kia thì em cứ bán là 1 triệu 950 nghìn cho quý vị nhá. 1 triệu 950 nghìn cho quý vị. Đấy. Coi như là vận chuyển bằng không luôn đi. Đấy. Thì quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em. Đấy. Con này riêng vận chuyển bên kia về là rất nhiều tiền đấy. Đấy, coi như em tính ra máy thì còn không tính, còn không chưa cộng cái tiền vận chuyển của cái con này vào cho quý vị đâu nhé. Đấy. Tính tiền vận chuyển con này vào thì thôi rồi. Nó phải rơi vào tầm 3 triệu mấy. 3 triệu mấy. Nói chung là hàng đã nhập về rồi thì buộc phải bán thôi quý vị ạ. Hàng đã nhập về rồi là buộc phải bán. Đấy, rất nhiều con là bị lỗ chứ không phải không đâu. Đó. Đó, ok nhé quý vị nhé. Đấy. Quý vị nào lấy thì duyệt con này thì alo cho em. Mà em nó cũng nói luôn nhé, những con mà nó ngon như thế này, đẹp như này ấy, thì quý vị gần như là quý vị tìm gần như sẽ tới đây sẽ không có đâu. Bởi vì em đã nhập lỗ rồi và em cũng cảm thấy là giá nhập về nó cũng không tương xứng. Chẳng nhẽ bây giờ em bán 3 triệu mấy, 3 triệu 8, 3 triệu 9 là hòa vốn. Đấy, thế thì còn cộng lãi thì phải bán 4 triệu mấy. Thế thì nó không sẽ không hợp lý cho quý vị nhé. Đấy, thôi thì em cứ bán thanh lý con này cho quý vị nhé. Đấy, xả 1 triệu 950 nghìn. Đấy, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, quý vị nào mà xem được video này múc luôn cho em nhá. Đấy, không có cơ hội lần thứ hai đâu, bởi vì hàng nhài là không có
con thứ hai về nữa đâu quý ạ nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo của VN.